đó, họ có một cái quỹ cho rằng là cái gì, có nghĩa là những em nào học ở nào đó thì được hỗ trợ cái gì đó, đó hay hoặc là được giới thiệu cái gì đó. Đó cho nên đó là nó ví dụ như họ ta là giờ học mặt là ví dụ như con nó là có mấy cái bạn gì đó là nó được học bổng, nó được này kia nó đủ. Đó cho nên ý là tôi nói là cái chỗ đó là mình phải xây dựng được cái kế hoạch đó để mà gì mình mới kết nối với đâu được. Đó. Thế là những người ở trong cái họ ấy thì người ta phải có bây giờ nó xây dựng kế hoạch hỗ trợ nhau.